Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, qua đời ở nơi nào mà sanh đến nơi đây? Sau khi qua đời ở nơi này sẽ sanh đến chỗ nào? Phật bảo: Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, có vị từ cõi Phật khác qua đời sanh đến nơi này, có vị từ trời Đồ Sử Đa qua đời sanh đến nơi này, có vị từ loài người qua đời sanh lại nơi này. Này Xá Lợi Tử, nếu từ cõi Phật khác qua đời sanh đến nơi này, thì Đại Bồ Tát đó mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, do tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi sanh đến vị ấy chứng đắc pháp môn sâu xa vi diệu ngay trong hiện tại. Từ đó về sau, thường mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, sanh ra ở chỗ nào cũng thường gặp chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, làm cho Bát Nhã Ba La Mật Đa lần lần được tăng trưởng. Nếu từ trời Đồ Sử Đa sanh đến nơi này, thì Đại Bồ Tát ấy liền đắc nhất sanh sở hệ, đối với sáu Ba La Mật Đa thường không quên mất, tất cả các môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa đều được tự tại. Nếu từ loài người qua đời sanh lại nơi này, thì Đại Bồ Tát ấy trừ hạng bất thối chuyển. Nếu căn tánh ám độn thì không thể mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tất cả các môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa đều chưa được tự tại. Này Xá Lợi Tử, theo lời ông hỏi, Đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ nơi này qua đời sẽ sanh vào nơi nào? Đại Bồ Tát ấy từ nơi này qua đời sẽ sanh vào cõi Phật khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, sanh ở nơi nào cũng thường được gặp chư Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, cho đến chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo nên nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng hành sáu ba la mật đa. Đại Bồ Tát ấy vì đắc tịnh lự nên sanh vào cõi trời trường thọ, tuổi thọ hết sẽ sanh vào loài người, gặp chư Phật cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. Tuy hành sáu ba la mật đa nhưng căn tánh ám độn không thể thông suốt được. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền cho đến tứ thiền, cũng hành sáu ba la mật đa. Đại Bồ Tát này không có phương tiện thiện xảo nên xả các tịnh lự sanh vào cõi dục, nên biết Đại Bồ Tát này căn tánh cũng ám độn không thể thông suốt được. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo, nên không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, chỉ sanh vào thế giới nào có Phật, gặp được chư Phật cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. Thường tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên biết Đại Bồ Tát ấy trong hiền kiếp này quyết định được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền cho đến tứ thiền, nhập từ vô lượng cho đến xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, sanh lại cõi dục, hoặc dòng họ Sát Đế Lợi, hoặc dòng họ Bà La Môn, hoặc dòng họ Trường Giả, hoặc dòng họ Cư Sĩ, vì muốn thành thục các hữu tình chứ không tham nhiễm mà bị tái sanh. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền cho đến tứ thiền, nhập từ vô lượng cho đến xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, hoặc sanh vào cõi trời tứ đại vương,
hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Dạ Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đồ Sử Đa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Vì muốn thành thục các hữu tình, nghiêm tịnh các cõi Phật nên thường gặp chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có phương tiện thiện xảo, nên nhập sơ thiền. Ở nơi này qua đời sanh vào Phạm Thế làm Đại Phạm Vương, oai đức thù thắng hơn gấp trăm ngàn các phạm chúng khác. Từ cõi trời này, vị ấy đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Trong đó, nếu có Đại Bồ Tát nào chưa chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì vị ấy khuyên cho chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chưa chuyển pháp luân, thì thỉnh chuyển pháp luân vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có phương tiện thiện xảo, nên nhập sơ thiền cho đến tứ thiền, nhập từ vô lượng cho đến giả vô lượng, nhập định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đều được tự tại, hiện tiền không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh. Đại Bồ Tát nhất sanh sở hệ hiện tiền phụ sự thân cận, cúng dường các Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hiện tại. Ở cõi Phật này xin tu phạm hạnh, từ cõi này mất sanh vào cõi trời Đủ Sử Đa, trọn đời căn không thiếu sót đủ niệm chánh tri, được vô lượng vô số trăm ngàn câu tri ức na dữ đa ngàn ức thiên chúng vây quanh theo hầu Đại Bồ Tát ấy an trụ thần thông, sanh vào loài người chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông, không sanh cõi dục, không sanh cõi sắc, không sanh cõi vô sắc, đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn, tu hạnh Bồ Tát cho đến khi chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đủ sáu thần thông, biến hóa tự tại từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, trải qua các cõi Phật không có tên thanh văn độc giác, chỉ có hành giả tu nhất thừa chân tịnh. Đại Bồ Tát này ở các cõi Phật cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dần dần tăng trưởng nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông biến hóa tự tại, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, tuổi thọ hữu tình trong những cõi Phật đã đi qua không thể đếm được. Đại Bồ Tát này ở các cõi Phật cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dần dần tăng trưởng, nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông đến các thế giới, có các thế giới không có tên Tam Bảo, Đại Bồ Tát này đến đó khen ngợi Phật Pháp Tăng Bảo, làm cho các hữu tình phát sanh lòng tin thanh tịnh thâm sâu, do đó thường được lợi ích an vui. Đại Bồ Tát này sau khi qua đời ở đây sanh vào thế giới có Phật, tu hạnh Bồ Tát cho đến lúc chứng quả vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm tinh tấn dũng mãnh, chứng đắc sơ thiền cho đến tứ thiền, được từ vô lượng cho đến giả vô lượng, được định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này không sanh cõi dục, không sanh cõi sắc, không sanh cõi vô sắc, thường sanh vào nơi có thể làm lợi ích cho hữu tình, lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, trước đây đã tu tập sáu ba la mật đa, mới vừa phát tâm liền nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh, cho đến chứng đắc địa vị bất thối chuyển.
Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, trước đây đã tu tập 6 ba la mật đa, mới vừa phát tâm liền có thể nối tiếp chứng đắc vô thượng bồ đề, chuyển bánh xe chánh pháp hóa độ vô lượng chúng hữu tình, nhập vào cõi vô dư y đại niết bàn. Thuyết chánh pháp sau khi niết bàn, hoặc trụ một kiếp hoặc hơn một kiếp, làm lợi lạc cho vô biên các loại hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, trước đây đã tu tập 6 ba la mật đa, mới vừa phát tâm liền có thể tương ưng với bát nhã ba la mật đa, cùng với vô lượng vô số trăm ngàn câu chi na diễu đa Đại Bồ Tát, đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính, tôn trọng, khen ngợi chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa, được bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, an trụ trong đó rồi nhập sơ thiền, từ sơ thiền xuất, nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất, nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất, nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất, nhập tam thiền, từ tam thiền xuất, nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất, nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất, nhập diệt tận định.